Chào mừng các bạn đến với kênh sáng tạo.com. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một chiếc xe bọc thép mini như này. Đây là một trong những sản phẩm có thể nói là xấu nhất mà mình đã từng làm ra. Mình nhìn nó như là một thảm họa vậy. Nhìn cái đầu xe, nhìn nó rất là chán. Ở đây mình để vào chiếc công tắc ở đây nhé. Để nó bật tắt xe. Về cái đầu này mình làm để dây sạc cái này nhé. Đây mình làm một dây chun để chúng ta khóa cái đầu này vào đây. Mình sẽ mở cái đầu này ra. Đây là dây sạc pin của chúng ta nhé. Đây các bạn này thấy. Nhìn nó như là một thảm họa vậy. Bây giờ mình bật công tắc mình test thử nhé. Thì mình dùng miếng tôn này có kích thước là 15 x 27 cm. Bây giờ mình sẽ đánh dấu tầm 2 m, mình sẽ gập lên mỗi bên 3 5 cm nhé. Bây giờ mình sẽ cắt thẳng vào đây nhé. Bây mình đã khoan xong 8 lỗ như này rồi, mỗi bên 4 lỗ nhé. Tiếp theo mình dùng đinh rút nhé. Nó sẽ rút vào, mình dùng kìm rút này. Nhìn nó khá ok. Mình sẽ đánh dấu khoan lỗ ở động cơ nhé. Đây khoan lỗ thò cái đầu của động cơ ra ngoài. Bây mình sẽ khoan 2 lỗ đây nhé. Giờ mình đã khoan xong 2 lỗ rồi, cái thò đầu động cơ ra đây rồi nhé. Mình sẽ đặt động cơ vào thử xem. Như vậy đã ok rồi. Tiếp theo mình sẽ khoan mỗi bên này 3 lỗ nữa để chúng ta đặt bánh xe vào. Mỗi bên chúng ta chỉ cần 3 lỗ nhỏ này, 1 lỗ to như này. Mình
Ừ, chắc chúng ta cần khoảng 6 cái như này nhé. Bây mình sẽ gắn keo vào đây. Như vậy mình gắn thêm một chục bánh xe. Bây giờ mình chỉ gắn hai động cơ vào. Về động cơ thì mình sẽ hàn trước motor nhé. Tại vì dây lúc ta gắn vào đây nó sẽ không thể hàn được, bây mình sẽ hàn trước. Ok, bây giờ mình sẽ gắn motor vào đây nhé. Mình dùng cái nến gắn vào nhé. Mình sẽ gắn trên này cho nó chặt. Bây giờ mình sẽ gắn tiếp chiếc cái này nhé. Tiếp theo mình gắn 6 chiếc bánh xe này vào mỗi bên ba cái này nhé. Mình dùng chiếc ống hút này. Chúng ta sẽ cắt một ít đệm mới để cho cái bánh xe nó không chạm vào cái thành này nhé. Như vậy đã ok rồi. Bây giờ mình sẽ gắn tiếp ba chiếc này vào đây nhé. Chúng ta sẽ cắt đi. Bây giờ mình gắn keo vào đây nhé. Như vậy đã ok rồi. Mình sẽ làm tiếp bên này nhé. Chúng ta cũng cắt 6 cái như thế. Như vậy đã ok rồi. Vậy là chúng ta hoàn thành xong phần bánh xe này rồi nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ làm phần đầu này nhé. Chúng ta sẽ cắt dọc vào đây nhé. Chúng ta phải giữ lại tầm 3 cm đây nhé. Phần này mình dùng cao nến gắn vào nhé. Như vậy đã ok, bây mình sẽ dùng một mạch điều khiển từ xa là cục pin này nhé. Chúng ta sẽ đấu vào đây. Bây mình dùng chiếc công tắc này nhé. Chúng ta sẽ gắn ở đây. Mình sẽ cắt chỗ chúng ta gắn công tắc ở đằng sau này nhé. Mình dùng cao nến gắn vào đây. Bây giờ mình sẽ hạ mặt ở pin công tắc này. Tiền bạn phải hàng một chiếc ăn đầu tiên. Mình sẽ đấu vào công tắc.
Bây giờ mình dùng cái băng dính xốp này, chúng ta dán cái mặt chúng ta vào trong xe nhé. Từ cái xe anten thì mình sẽ cuốn luôn vào cái này, tại vì cả cái xe chúng ta là sắt, mình sẽ cuốn luôn vào. Pin mình sẽ dùng một cái băng dính như mình dán vào nhé. Bây mình sẽ dùng điều khiển mình test thử xem. Chúng ta sẽ bật công tắc lên nhé. Đã khá ok rồi không nào. Bây giờ cùng làm phần trên của xe nhé. Tiếp theo mình dùng tấm tôn 27x22 cm nhé. Mình sẽ để bên này thường mỗi bên 6 cm nhé. Bây giờ ta sẽ uốn hai đường này lên nhé. Các bạn gập như vậy là ok rồi nhé. Mình sẽ gập thành chữ U như thế này. Các bạn có thể thấy. Vậy là chúng ta đã xong phần thân trên rồi. Tiếp theo mình dùng đoạn dây này, mình đấu trực tiếp vào pin nhé, để chúng ta có thể sạc pin nhé. Cái dây này nó sẽ cùng cái rắc mấy cái pin này của mình. Các bạn có thể thấy. Mình sẽ thò ra ngoài để chúng ta có thể sạc pin cho cái chiếc xe của chúng ta nhé. Các bạn nhớ đấu đúng dây cộng với dây trừ nhé. Nên như ở đây của mình là đây, bên cộng nó sẽ có đường chữ như thế này. Các bạn có thể thấy. Mình sẽ đấu trực tiếp vào bên cộng như này nhé. Mình sẽ buộc một mối đây để chúng ta có thể không thể kéo cái dây ra được, nó sẽ không đứt trong này nhé. Mình sẽ cắt một cái đường giữa này nhé. Mình sẽ gắn mặt cao nến vào nhé. Tiếp theo mình dùng một miếng như này nhé. Mình sẽ uốn sẵn như thế này để chúng ta làm phần sau cho nó nhé. Bạn có thể thấy. Mình sẽ đặt vào đây nhé. Rồi mình sẽ gắn keo vào đây. Tiếp này. Như vậy đã ok rồi. Về phần dưới này mình sẽ để hở này, chúng ta có thể tắt bật công tắc của chúng ta đi nhé. Các bạn thấy. Tiếp theo mình sẽ dùng một miếng này để mình làm đầu xe nhé. Mình sẽ uốn như thế này, các bạn có thể xem. Chúng ta sẽ đặt vào đây. Về phần dây điện mình sẽ cuốn mình để trong này nhé. Mình sẽ để vào trong này. Bây giờ mình sẽ dùng băng dính mình dán chỗ này lại để chúng ta có thể làm cái khớp mở lên mở xuống nhé. Về phần đầu xe này mình sẽ làm một cái dây mình kéo vào đây nhé. Mình sẽ gắn chiếc dây chun nhỏ này vào đây nhé. We'll be right back.
Vậy là chúng ta đã hoàn thành chiếc xe bọc thép mini này rồi. Nhìn nó khá là xấu phải không nào? Đây thì nói là thảm họa thiết kế của mình thôi nhé. Mình nhìn cái đầu xe này, mình nhìn rất là nhìn khá là xấu. Kênh sáng tạo.com, chúc các bạn thành công.